Chào mừng các em đến với kênh Vật lý Trung học phổ thông. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chủ đề phản xạ âm và tiếng vang. Và trước khi vào chủ đề thì các em hãy trả lời cho thầy câu hỏi như sau. Trong cơn dông khi có tia chớp thường kèm theo tiếng sấm, sau đó còn nghe tiếng ì ầm kéo dài gọi là tiếng sấm rền. Tại sao lại có sấm rền? Trong cơn mưa thường chúng ta có thấy tia sét thì sẽ kèm theo một cái tiếng sấm kéo dài gọi là sấm rền. Tại sao lại có? Thì để hiểu rõ thì thầy trò chúng ta sẽ vào cái chủ đề này là phản xạ âm và tiếng vang. Mẫu la mã là phản xạ âm và tiếng vang. Chúng ta tìm hiểu là âm phản xạ là âm như thế nào và khi nào có tiếng vang. Các em hãy xem khi chúng ta đi vào những cái hang động, khi người ta đi vào cái hang động và đứng trong một hang động lớn, nếu chúng ta nói to thì sau đó em sẽ nghe được tiếng nói của chính mình vọng lại, đó gọi là tiếng vang. Đây các em, khi chúng ta nói thì phát ra âm trực tiếp và nó sẽ vọng vào cái vách đá và vách đá sẽ phản xạ lại cho chúng ta nghe một lần nữa, thì chúng ta sẽ có là âm phản xạ. Như vậy là chúng ta sẽ định nghĩa cho thầy âm phản xạ là âm như thế nào. Âm dội lại khi gặp một chấm chấm là âm phản xạ. Chúng ta sẽ điền cái từ gì đây các em? Mặt trắng ha. Tức là âm khi mà âm bị dội lại khi gặp vật trắng thì chúng ta gọi nó là âm phản xạ. Và âm gặp mặt trắng đều bị phản xạ nhiều hay ít? Tức là mọi âm đều gặp vật trắng đều bị phản xạ lại dù nhiều hay ít nha các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếng vang. Chúng ta biết là có âm phản xạ, nhưng mà khi nào chúng ta nghe được tiếng sấm rền hay là cái tiếng của chúng ta vọng lại trong cái hang đá này ha. Thì các em lưu ý nè, tiếng vang là âm phản xạ, nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là tức là cái quãng đường truyền của nó phải là trên là 1/15 giây nha các em. Nếu mà chúng ta âm trực tiếp mà cách âm dội lại ngắn quá, dưới là 1/15 giây là ta nghe hầu như là cùng lúc, cho nên là không nghe được âm phản xạ. Còn nếu mà chúng ta đứng ở một khoảng cách là trên 1/15 giây giữa âm trực tiếp và âm phản xạ là cách nhau khoảng 1/15 giây thì chúng ta sẽ nghe được tiếng vang, tức là nghe tiếng chúng ta vọng lại trong hang đá ha. Rồi từ đây chúng ta đi đến kết luận âm dội lại khi gặp một vật trắng gọi là âm phản xạ và âm gặp mặt trắng đều bị phản xạ nhiều hay ít. Rồi các em tấm cái kết luận chính là kiến thức của nội dung này nha các em. Và tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây. Rồi phải đảm bảo là hai âm này cách nhau 1/15 giây thì chúng ta mới nghe được cái âm phản xạ nha. Tức là chúng ta nghe được tiếng vang. Câu C1, em đã từng nghe tiếng vang ở đâu? Rồi chúng ta đã nghe tiếng vang ở đâu các em? Thì chúng ta đi du lịch ở vùng núi ha, thì chúng ta có thể phát ra một cái âm thật to và sau đó chúng ta sẽ nghe tiếng âm chúng ta sẽ vọng lại ha. Hoặc là chúng ta lại gần một cái miệng giếng và chúng ta cũng phát ra âm thì chúng ta sẽ nghe được âm ta vọng lại. Hoặc là chúng ta vào những cái hội trường lớn nha các em, dài, tức là âm phản xạ với cách âm trực tiếp khoảng 1/15 giây, tức là cái hội trường tương đối dài xíu nha, thì chúng ta sẽ nghe được tiếng vang.
Câu số 2, tại sao trong phòng kính người ta nghe thấy âm to hơn so với khi chính âm đó ngoài trời? Khi chúng ta hai người nói chuyện thì hoặc là chúng ta đang nói chuyện ở trong phòng kính thì chúng ta nghe là rất là rõ, trong khi chúng ta đứng ngoài trời thì nghe nó không rõ bằng. Cái nguyên nhân là do điều gì? Rồi, thì chúng ta biết là gì các em? Khi ở ngoài trời thì chúng ta chỉ nghe được cái âm trực tiếp thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta trong phòng kính thì chúng ta ngoài cái âm trực tiếp chúng ta còn có là âm phản xạ. Và hầu như là mình không phân biệt được lý do phòng nhỏ, và chúng ta chỉ nghe được tiếng vang khi cái âm trực tiếp cách âm phản xạ 1/15 giây trở lên nha. Rồi như vậy là chúng ta nghe một lúc là cùng một lúc là coi như là vừa âm trực tiếp và âm phản xạ, nên là mình nghe là to hơn so với ở ngoài trời. Rồi câu 3, khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe tiếng vang, nhưng khi nói như vậy trong phòng nhỏ thì không nghe thấy tiếng vang, tại trong phòng nào có âm phản xạ? Phòng lớn là chúng ta sẽ nghe được tiếng vang, còn phòng nhỏ thì chúng ta hầu như không nghe được tiếng vang. Vì vậy là trong phòng nào có âm phản xạ các em? Theo các em, chúng ta lưu ý nè, cả hai phòng đều có âm phản xạ hết. Nhưng mà cái phòng mà chúng ta nghe được tiếng vang thì lý do là âm phản xạ nó cách âm trực tiếp từ 1/15 giây trở lên này. Và đây chúng ta sẽ giải thích tại sao là có cái sấm rền. Rồi, trong cơn dông nè, khi có tia chớp thường kèm theo tiếng sấm, sau đó là chúng ta còn nghe một cái tiếng gì ầm kéo dài gọi là sấm rền. Tại sao lại có sấm rền? Thì cái sấm rền là do đâu các em? Khi không khí nó bị giãn nở ha, thì nó sẽ phát ra tiếng sấm, và khi nó phát ra xuống mặt đất thì hoặc là vào những cái vách núi hay là những cái vật trên mặt đất thì nó sẽ phản xạ lại một lần nữa, dẫn đến là ta nghe cái sấm rền kéo dài. Sấm rền chính là cái âm phản xạ khi âm trực tiếp phát ra trên 1/15 giây nha các em. Rồi, chúng ta sang hai la mã: vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. Chúng ta biết là cái âm vật nào cũng có phản xạ âm hết, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem những cái vật nào là phản xạ âm tốt, những cái vật nào là phản xạ âm kém. Thì người ta sẽ làm thí nghiệm như sau. Ở đây người ta sẽ để một cái chuông trong một cái ly như thế này, và trên này thì người ta sẽ để những cái vật khác nhau và chúng ta lắng nghe. Thì nếu như cái vật nào mà chúng ta để mà chúng ta nghe là tốt hơn thì chứng tỏ là nó phản xạ âm tốt, còn cái vật nào chúng ta để như thế này và chúng ta nghe nó không tốt thì nó chứng tỏ là nó phản xạ âm kém. Bây giờ thì sẽ làm thí nghiệm. Đầu tiên là mặt đá hoa cương nghe rất tốt. Như vậy là mặt đá hoa cương là chứng tỏ là phản xạ âm rất tốt. Tiếp theo là miếng xốp phản xạ âm rất yếu, nghe không rõ. Như vậy là chứng tỏ là miếng xốp là phản xạ âm kém. Từ đây và làm nhiều cái thí nghiệm nữa, và người ta sẽ kết luận nè là những vật cứng có bề mặt nhẵn, nhẵn là bóng đó nha các em, cứng và bóng giống như là mặt đá hoa cương ha, thì phản xạ âm tốt và hấp thụ âm kém. Cứng nhẵn, nhẵn là bóng nha các em. Những vật mềm xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm là kém, gồ ghề thì phản xạ âm kém nha. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là sẽ sắp xếp coi là cái vật này phản xạ âm tốt âm kém. Nhất là một là miếng xốp, hai là mặt gương, ba là áo len, bốn là mặt đá hoa cương, năm là ghế nệm mút, sáu là tấm kim loại, bảy là cao su xốp, tám là tường gạch. Vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ âm kém.
Rồi các em tự sắp xếp cho thầy rồi cho thầy hãy xem đáp án nhé. Rồi chúng ta bấm dừng rồi chúng ta tự sắp xếp trước. Và sau khi các em đã sắp xếp xong thì thầy cho chúng ta biết đáp án nhé. Đây. Vật phản xạ âm tốt là hai mặt gương. Rồi số 2, số 4 mặt quá đá hoa. Số 6 tấm kim loại, số 8 là gạch tường. Còn kém là số 1 là miếng xốp, số 3 là áo len, số 5 là ghế nệm mút, số 7 là cao su xốp. À. Ba la mã là chúng ta đi vận dụng. Đấy, chúng ta sẽ vận dụng. Câu C5. Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng, phòng ghi âm người ta thường làm tường sần sùi, treo rèm nhung để giảm tiếng vang, hãy giải thích tại sao. Ở những cái phòng thu âm chất lượng thì người ta dùng những cái tấm màn rèm ha để người ta làm giảm tiếng vang, hãy giải thích tại sao các em. Thì chúng ta biết rồi, những cái vật mà bằng xốp nhung thì nó hấp thụ âm tốt và nó phản xạ âm là kém, cho nên là nghe âm sẽ là rõ hơn, trong trẻo hơn. Đây những vật là sần sùi ha, rồi treo rèm nhung, rồi tấm hút âm, rồi để tránh âm phản xạ nè, nên là giữ cho cái giọng hát của ca sĩ là nó chân thật. Đó. Câu C6. Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay khum lại, sát vào vành tai, đồng thời hướng tai về phía nguồn âm, hãy giải thích tại sao. Tại sao khi chúng ta nói chuyện mà nghe không rõ thì chúng ta bắt đầu để tai và về phía nguồn âm và để như thế này. Cái mục đích là như thế nào các em? Chúng ta biết rồi. Để cho âm phản xạ nó dội vào tai và sẽ từ cái tai chúng ta sẽ là đưa vào cái lỗ tai mình nghe rõ hơn. Và một cái rất quan trọng đó là người ta sử dụng âm phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu đáy biển. Thì chúng ta biết là đáy biển rất là sâu và để con người đi đến đó thì rất là khó và rất giả, cho nên là để đo đáy biển người ta sử dụng là âm truyền xuống đáy biển nè và âm dội lên. Người ta sẽ đo cái thời gian âm truyền xuống và âm dội lên, và người ta biết được cái tốc độ truyền âm và thời gian thì chúng ta sẽ đo được cái độ sâu của đáy biển. Đây là một ứng dụng rất quan trọng nha các em. Rồi từ đây chúng ta hãy tính độ sâu đáy biển ở một nơi mà thời gian kể từ khi tàu phát ra siêu âm đến khi nhận lại là 1 giây, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1.500 mét trên giây. Rồi chúng ta có thời gian, có vận tốc và tính độ sâu. Thì chúng ta đầu tiên tính quãng đường có đi và có về ha. Và độ sâu thì có quãng đường chia hai. Quãng đường thì ta có là vận tốc nhân thời gian, và cái độ sâu thì chúng ta sẽ lấy là quãng đường âm truyền chia hai là 750 mét. Rồi và tiếp theo là chúng ta hãy trả lời cho thầy, trong hình nào các hình sau thể hiện mức ô nhiễm tiếng ồn vì sao biết. Bây giờ chúng ta biết là có âm phản xạ rồi, có nguồn âm rồi, nhưng mà những cái âm như thế nào gọi là ô nhiễm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo. Rồi theo các em, những âm nào là sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn. Rồi, thứ nhất là tiếng sấm và sét. Sấm sét thì lâu lâu mới có ha, cũng không không ảnh hưởng sức khỏe, cho nên nó không gọi là ô nhiễm tiếng ồn. Và chúng ta thấy là cái nhà chúng ta ở cả một máy khoan bê tông liên tục cạnh nơi làm việc nè, là rất là nghe nhức tai và làm khó chịu đến tâm sinh lý mình ha. Đây là ô nhiễm nè. Rồi họp chợ ở gần trường học luôn, rất là ồn luôn. Ta nghe suốt ngày là khó chịu, nó là ô nhiễm tiếng ồn nha các em. Rồi
tiếng sấm tuy to nhưng không kéo dài nên không ảnh hưởng sức khỏe, nên không xem là ô nhiễm nha. Còn máy khoan là kéo to và kéo dài, cho nên là sẽ là gây điếc tai cho người tham quan và gây cả ảnh hưởng những người xung quanh, đó là ô nhiễm tiếng ồn. Và cái chúng ta sẽ tìm hiểu cái biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn. Tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm sinh lý của mọi người nếu kéo dài, vậy là chúng ta phải có biện pháp. Nhất là treo biển báo cấm bóp còi tại những nơi gần trường học và bệnh viện, cấm bóp còi ha, rồi treo biển báo, rồi xây dựng tường bê tông ngăn cách chung cư ở đường cao tốc, rồi chúng ta xây dựng tường bê tông hoặc là lắp kính ở những nơi mà người ta hát karaoke thì người ta sẽ làm phòng kính ha. Trồng nhiều cây xanh để âm truyền đến lá cây sẽ phản xạ theo cái hướng khác nhau, và chúng ta cho trồng cây để chắn bớt cái âm đi vào cái khu vực để chúng ta cần giữ yên yên tĩnh. Và rồi làm trần nhà bằng tường nhà dày bằng xốp phủ phủ dạ nhung để ngăn bớt âm truyền qua. Đây chúng ta ở những phòng thu âm người ta sẽ gắn những cái tấm màn nhung để che thu âm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một câu vận dụng: vật nào dưới đây phản xạ âm kém? Rồi mình mới vừa học xong trả lời cho thầy, thì chúng ta lưu ý là âm kém là những vật gì? Mềm, mặt gồ ghề ha. Vậy là chúng ta sẽ chọn là câu C, vải nhung dạ. Rồi hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người đến bức tường để nghe được tiếng vang, viết vận tốc âm là 340. Và chúng ta biết thời gian tối thiểu phải là 1 phần 15 giây, vậy là chúng ta lấy thời gian là 1 phần 15 giây. Rồi 1 phần 15 giây nha, cái này lý thuyết mình mới học. Như vậy là cái bức tường phải là dài là 22,67 m. Cái này là cái quãng đường âm, vậy là cái bức tường chúng ta phải chia hai ha, là 11,34 m. Xin lỗi nha, cái âm đi tới và nó dội lại là cái quãng đường âm truyền là 2,67. Như vậy là cái bức tường chúng ta chỉ cần dài là hơn 11,34 m, từ 1,34 m trở lên là chúng ta sẽ nghe được tiếng vang. Và thầy cũng giới thiệu với em luôn là những con dơi nè, nó sử dụng siêu âm và sử dụng cái phản xạ âm để nó tiếp nhận con mồi, thì nó săn mồi thì nó sẽ, hoặc là nó bay vào đêm thì nó sẽ dùng những cái sóng sóng siêu âm, và khi nó phát ra thì nó sẽ nhận được âm phản xạ lại, và nó sẽ bắt được con mồi, và con cá heo cũng như vậy luôn. Rồi và chiếc tàu ngầm cũng có sử dụng cái siêu âm gọi là sóng sonar để di chuyển dưới đáy biển. Cái chủ đề phản xạ âm tiếng vang của chúng ta ở đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em, nhờ các em đăng ký kênh, like, share, ủng hộ thầy nhé, và đón xem chủ đề tiếp theo.